Chị hỏi bạn gái nè, em có đồng ý lấy người nước ngoài không? Miễn anh ấy sống ở Việt Nam là được rồi chị. Ủa giả tỷ anh ấy sống bên Hàn Quốc không được hả? Dạ em thích ở Việt Nam. Tuấn đã quyết định ở Việt Nam luôn đúng không Tuấn? Giờ em chết ở đây luôn nha. Đó, đó, chết ở đây luôn rồi. Thôi tao ở vài chục năm nhưng mà già người ta về quê tao đó. Dạ lúc đó chắc suy nghĩ em thay đổi. Thay đổi gì nữa? Ở với tao mấy chục năm còn thay đổi gì nữa? Cái điều gì mà em không thích nhất ở người bạn gái? À bạn gái mất lịch sự hay là mất lịch sự? Chửi nhiều. Cái gì nhiều? Chửi thề. Ai chửi thề? À. Có đâu. Trời ơi, gái Việt Nam đâu không ai chửi thề đâu. Anh không thích chửi thề, em có chửi thề không? Dạ em chưa bao giờ chửi thề. À, ủa em cũng biết chửi thề nữa hả? Em biết mà em không có sử dụng. Em có thấy gái Việt Nam chửi thề lần nào chưa? À cũng nghe mà em thì gái chửi thề sao? À nên là giọng nói thì dịu dàng. Nói trời ơi, chửi thề mà dịu dàng nữa. Thường thường là kêu ba mẹ, liên quan đến ba mẹ. Chửi thề liên quan ba mẹ hả? Dạ. Dễ thương quá. Rồi mời em gái giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả khán giả đang xem chương trình. Em gửi lời chào đặc biệt đến bạn nam bên cạnh ạ. Dạ em tên là Huỳnh Diễm Phương. Em sinh ra và lớn lên ở Củ Chi. Em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm việc ở quận 2 và công việc của em là thiết kế đồ họa. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lý Quý Tuấn. Dạ, năm nay em 31 tuổi. Em đến từ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Em là người ở đâu? À dạ em là người Hàn Quốc. Nói tiếng Việt hay quá trời. Qua Việt Nam lâu chưa? Dạ em qua Việt Nam 4 năm rưỡi rồi. Tên Hàn Quốc em là gì? Dạ Lý Chong Chun. Y Chong Gun. Y Chong Chun. Y Chong Chun. Y Chong Chun. Dạ Y Chong Chun. Anh nhân sai vô. Cảm ơn. Cảm ơn. Vỗ tay cho anh chàng Hàn Quốc các quý vị. Tuấn đang làm công việc gì? Dạ em làm thu nhập viên tiếng Việt. Lý do tại sao bạn lại yêu tiếng Việt và chọn Việt Nam để đến làm việc? Tại em thấy Việt Nam là nơi đất lành chiếm độ. Em đã chọn Việt Nam để sống mãi. Mưu sinh ở Việt Nam luôn. Lấy vợ về xong rồi ở Việt Nam luôn hay là về lại Hàn Quốc? Em xong ở đây luôn. Qua bên đây em ở với ai? Tại em ở với bạn đồng nghiệp của em. Bạn đồng nghiệp. Dạ. Bạn đồng nghiệp là bạn bên Hàn Quốc hay là bạn Việt Nam? À người Việt Nam. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. À. Bây giờ là giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của hai bạn nha. Rồi bạn nữ. Dạ về tính cách thì em là người hòa đồng, hiền lành. Em sống rất là đơn giản. Chưa bao giờ make up rồi phấn son trang sức và em mặc đồ cũng kính cổng cao tường không ạ. Em biết nấu ăn, biết may vá, biết vẽ, biết viết thư pháp và biết chụp hình. Em biết nói tiếng Hàn. Em biết nói tiếng Hàn. Tiếng Hàn nữa hả? Để cho hai bạn nói chuyện với nhau vài hai câu người đi. Nói chuyện tiếng Hàn đi. 안녕하세요. 한국말 할 줄 아세요? 저는 푸입니다. 네, 저는 뚜언입니다. 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 네, 감사합니다. 어? 우바! 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 바바! 우바! 사랑해, 사랑해. 뚜 hát một bài hát nào về tình yêu của tiếng Hàn Quốc được không? Tiếng Việt cũng được à? Thôi hát thì của Hàn Quốc đi. Dạ, tiếng Hàn Quốc hả? Hàn Quốc đi. À, thì em chưa học thuộc nên em có điện thoại hát được không ạ? Rồi, mở ra hát đi. Ờ, cảm ơn anh. 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 네가 너무 보고 싶은 날엔 너무 견디기 힘든 날에는 너를 사랑한다 입가에 맴돌아 혼자 다시 또 crying for you 혼자 다시 또 missing for you baby I love you I'm waiting for you. Dạ cảm ơn. Hay quá nhưng mà không có hiểu. Giờ hát miếng tiếng Việt đi. À, tiếng Việt hả? Đúng rồi. Từng để yêu thương khi trở lại nỗi đau có đông bé nơi cảm phong ơi chẳng tất cả thanh xuân để thương một người cho chỉ còn là giấc mơ. Rồi được rồi. Dạ, cảm ơn. Bạn gái cảm nhận thế nào?
Dạ, anh ấy hát rất hay ạ. Anh có thể chia sẻ về tính cách và sở thích của anh không ạ? Tính cách anh là không có nóng tính, không có gia trưởng. Và sở thích anh là hát và đi nhậu. Đi nhậu nữa. Những cái khuyết điểm của em là gì? Sau khi nhậu thì hơi nói nhiều. Và em không biết nấu anh. Em có thích ăn món gì ở Việt Nam, món gì không? Phở và bún bò. Phở bún bò. Dạ. Hai thích, món đặc sản thích luôn ăn ha. Gì nữa? Bánh mì. Bánh mì. Bún thịt nướng. Chị hỏi bạn gái nè, em có đồng ý lấy người nước ngoài không? Miễn anh ấy sống ở Việt Nam là được rồi chị. Ủa giả tỷ anh ấy sống bên Hàn Quốc không được hả? Dạ, em thích ở Việt Nam. Tuấn đã quyết định ở Việt Nam luôn đúng không Tuấn? Dạ em chết ở đây luôn nha. À, đó, thích ở đây luôn nói rồi. Vậy thôi, ta ở vài chục năm nhưng mà già người ta về quê người ta đó. Dạ lúc đó chắc suy nghĩ em thay đổi. Thay đổi gì nữa, ở với ta mấy chục năm còn thay đổi gì nữa. Rồi tình trường thì sao? Dạ em trải qua một mối tình à. Em quen được 3 năm và chia tay cũng hơn 2 năm rồi à, lý do tại sao chia tay? Anh ấy không có công khai mối quan hệ, không giới thiệu bạn bè, gia đình. Vậy là không được, tình yêu là đẹp phải công khai cho mọi người biết, có gì đâu mà giấu giếm, đúng không? Rồi, à, Tuấn ơi, mình có mấy mối tình rồi Tuấn hè? Dạ, em đã có 3 mối tình rồi, ở Hàn Quốc 1, Việt Nam 2. Trời ơi, về Việt Nam cũng có 2 mối tình. Rồi, lý do tại sao chia tay? À, em chưa bao giờ kéo dài đến 1 năm. Thì em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cô ơi thấy em vô tâm quá nên em bỏ em. Nên là bị đá rồi. Bị đá hả? Tức là em bị bỏ chứ không phải em bỏ người ta hả? Em bị bỏ rồi rồi. Em nhưng bị bỏ là... tình nghiệp quá hả? Nhưng em có phải là người vô tâm không? Em thấy em rất là chủ đáo và nhiệt tình, em không có vô tâm đâu. Vậy sao ta lại nói em vô tâm kỳ vậy ta? Thôi bây giờ bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ Tuấn muốn tìm một người bạn gái mới nè. Là người như thế nào? Lịch sự và lễ phép, biết tôn trọng người lớn tuổi. Phụ nữ Việt Nam là những đức tính đó luôn luôn có trong người luôn. Em có thấy chị Haru Won là lấy Trấn Thành chưa? Dạ, em thấy Haru Won rất là hạnh phúc. Hy vọng rằng em sẽ tìm được người vợ giống như cặp Haru Won Trấn Thành á. Dạ, em cảm ơn anh. À, rồi em mong muốn người con gái vợ của em phải cao, thấp mà như thế nào? Trở lên 1m5 là được ạ. Trời. 1m5 được ạ. Rồi gì nữa? Da trắng, mắt đẹp. Mắt đẹp là mắt như thế nào? Mắt hai mi và mắt hơi to. Hai mi, hai mí. Hai mi nó khác nha. Hai mí và... À hai mí, hai mí. Hơi to. Còn bạn gái, bây giờ em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên 1m67, dưới 1m75. Rồi. Được không Tuấn? Em sau khi mang giày thì được. Rồi, cái gì nữa em ha? Tóc thì nhiều, thẳng. Mắt không đeo kính. Chà khó à. Rồi gì nữa? Nhiêu đó thôi ạ. Còn nhiêu đó là muốn chết người ta à, rồi. Cân nặng phải cân đối nữa. Là không mập không ốm. Dạ. Không anh này em nhìn dễ thương lắm em. Cân đối lắm. Xin chào. Đẹp má. Đúng rồi, đứng lên cho chị coi coi. Đứng lên. Em hơi thấp. Đẹp, được rồi. Xoay một vòng. Rồi. Cái điều gì mà em không thích nhất ở người bạn gái? À, bạn gái mất lịch sự hay là... Mất lịch sự. Chỉ nhiều. Cái gì nhiều? Chửi thề. À chửi thề. Dạ. Có đâu. Trời ơi, gái Việt Nam đâu không ai chửi thề đâu. Gì nữa không? Quá ghen. Quá ghen. Nhưng mà em có lăng nhăng không? Em không có lăng nhăng. Nếu mà em chung thủy, em đi đứng thẳng hàng, không liếc qua liếc lại thì người ta sẽ không ghen. Còn nếu như mà em có hành tung mờ ám, người ta mới ghen. Hiểu dạ. không? Dạ em sẽ chung thủy thôi nha. À, mai mốt em cố gắng hết sức kiếm tiền để dành để mua chung cư ở Việt Nam. Được. Tướng tá cũng là hợp với em đó. Sao nữa hai chồng như lấy nhau về bán kim chi với sâm Hàn Quốc cũng được. Yeah. Ừ. Trời em dễ thương quá. Anh không thích chữ thề, em có chữ thề không? Dạ em chưa bao giờ chữ thề ạ. À, ủa em cũng biết chữ thề nữa hả? À, em biết mà em không có sử dụng. Em có thấy gái Việt Nam chữ thề lần nào chưa? À, cũng nghe mà em thì gái chữ thề sao? À... Nên là giọng nói thì dịu dàng. Thôi trời ơi, chữ thề mà dịu dàng nữa. Thường thường là kêu ba mẹ. Liên quan đến ba mẹ. Chữ thề liên quan đến ba mẹ hả? Dạ. Dễ thương quá. Anh này dễ thương lắm. Ủa quê em ở đâu vậy? Dạ em ở Củ Chi ạ. Em có đi Củ Chi lần nào chưa? Dạ có. Củ Chi đẹp không? Dạ đẹp. Anh này có vẻ rất là gọi là hiểu văn hóa Việt Nam luôn đó. Cô Kiên hiền khó và hiền. Dạ cảm ơn anh. Ví dụ mà mình tiến tới hôn nhân được á, em ở Tuấn, thì mình sẽ kết hôn theo phong tục của Việt Nam hay của Hàn Quốc? Việt Nam.
Anh ba mẹ em có đồng ý bay qua Việt Nam cưới vợ cho em không? Hay quá. Có, ba mẹ em thoải mái lắm. À, ba mẹ em là lúc trước là giáo viên công chức. À, giáo viên bên Hàn Quốc. Rồi ba mẹ em giáo viên bên đó có kinh doanh gì không? À, sau khi nhảy luôn nhà hôm nay thì làm ruộng thôi à. Làm ruộng hả? À. Ủa, Hàn Quốc cũng có làm ruộng nữa hả? À, làm ruộng nhỏ nhỏ xíu thôi à. À, vậy là em ở vùng nào? Miền Nam, thành phố Quang Chu là thành phố đến số 5. Giống như là số 6 được là thành phố Cần Thơ. À, tức là cách từ từ cái thành phố đó tới Seoul là bao nhiêu cây số? Khoảng 3-4 cây số. Khoảng 4 tiếng đồng hồ. Vậy là cỡ Cà Mau chứ không phải Cần Thơ đâu. Nó cỡ Cà Mau vậy ha. Tức là bay thẳng qua bên quê em luôn hay là bay qua hàng Seoul rồi mới đi về quê em? Từ Seoul thì phải xuống dưới thì bằng xe tổ 4 tiếng thì mới tới được ạ. À, rồi, gần là... mà đi xe có 4 tiếng thì Seoul là quá gần. Rồi, đó. Để anh hỏi cho bên gái, đàn gái hiểu luôn đó. Hôm nay tôi có nha. Đi với ai không? À, em có một bạn đồng nghiệp và một bạn thân Hàn Quốc của em. À, rồi chào hai bạn. Nguyễn Linh và chị Cát Tường, quý vị khán giả. À, em tên là Yun Song Yul, bạn thân của anh Tuấn. À. Em thấy hai người rất là xứng nhau. Anh Yun chắc là sẽ thích cô này. À, tại sao biết anh thích? Đẹp. À, đẹp. Anh Tuấn thì không thấy được nhưng mà em thấy là đẹp. À. Tuấn rất là hiền lành. Nếu mà hai người bấm nút thì em cũng hài lòng. Rồi em có bạn gái chưa? Dạ em không có. Có muốn có bạn gái giống anh Tuấn không? À, dạ dạ. Nhưng mà em hay mắc cỡ. Sao? Mắc cỡ hả? Mắc cỡ. Y chang anh Tuấn ngồi đây vậy đó. Em, nói chuyện bây giờ ở đây cũng là mắc cỡ chết luôn. Có gì lên đây chị với anh Quyền Linh giúp cho. Có bạn gái vui lắm, lấy vợ còn vui nữa. Năm sau em đăng ký. Thêm ý kiến của bạn Việt Nam nè. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Huy, là bạn đồng nghiệp, cũng là bạn cùng phòng với lại anh Tuấn. Thì ở chung á hả? Dạ đúng rồi. Ngủ chung hả? Tại vì công ty là thuê nhà cho tụi em ở. Anh Tuấn là một người là rất là quan tâm tới người khác và hiền lành. Đó là anh không bao giờ nóng tính, là cái đó là chính xác. À, anh nói là anh thích nhậu nhưng mà một tuần anh nhậu chưa tới một lần. Ảnh nhậu xong thì ảnh có hay làm thơ về Việt Nam, ảnh thể hiện cái tình yêu về đất nước Việt Nam. Thì em thấy là anh Tuấn rất là phù hợp với bạn nữ bên đây. Cảm ơn em, rất tốt ha. Rồi. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với em trai, đồng nghiệp và bạn em. Chào em. Chị Cát Phượng và anh Quyền Linh, em là em trai của... Cát Tường. Rồi, em thấy hai anh chị như thế nào? Em thấy cũng xứng. Xứng ở chỗ nào? Bên đây cũng được trai, cũng xứng chị em. Đồng ý phải không? Gả chị luôn phải không? Tuấn nói một vài câu với em vợ tương lai đi. Chào em nhờ tương lai. Dạ, chào anh. Sao nữa? Anh hứa. Anh chăm sóc. Anh rô ráng. À, rô hết. Thôi được rồi. Rồi bây giờ nha. Mình sẽ mở rào ra cho Tuấn gặp bên kia. Yeah. Cái nào không nói tiếng Việt được thì nói tiếng Hàn. Rồi anh dịch cho. Ha? Anh dịch tiếng Hàn ra tiếng Lào cũng hay lắm. Yeah. Rồi. Thôi. Mở hàng rào. Mở rào. Tặng em bó hoa và nước hoa. Dạ, yeah, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có quà tặng lại anh ạ. Em hay đi du lịch á, em chụp lại những phong cảnh ở nơi đó. Hy vọng anh sẽ thích nó. À, cảm ơn em nhiều. Anh cũng thích đi du lịch. Anh yêu Việt Nam mà, anh rất là thích. Tuấn cảm nhận cái người đối diện của mình như thế nào Tuấn? Thế là xinh, dễ thương, nó là lễ phép, nó là hiền lành. Em thấy anh sao? Cô cười ấn tượng gì không mà? Dạ, em thấy anh nói tiếng Việt hay. Nhìn cũng dễ thương. À, anh có... Em đã học tiếng Hàn Quốc đâu chưa? Dạ, em học lâu à. Bây giờ nó quên hết rồi, em nhớ sơ sơ à. Em biết nấu các món ăn Hàn à. Anh sẽ chỉ em tiếng Hàn Quốc thì em nấu ăn cho anh được không ạ? Dạ, được ạ. À, cảm ơn em. Khi đi hẹn hò thì em có thích ví dụ thì xem phim hay là uống cà phê hay là ăn cơm Hàn Quốc? Dạ, tất cả luôn ạ. À, dễ lắm em. Anh có dễ thích nhậu không? Dạ, em không thích nhậu ạ. Anh uống bia thì em uống trà cũng được. Em khó không? Mẹ em dễ lắm, mẹ em nấu món Hàn rất là ngon ạ. À, khi nào
Có cơ hội thì anh và gặp mẹ em chào hỏi được không? À, dạ được ạ. À, cảm ơn em. Hỏi cổ thích con trai hay con gái? À, em tương lai em muốn sinh con thì muốn đẻ mấy con? Dạ em thích đẻ con trai trước con gái sau ạ. À, được không? Được, à, được. Mai mốt thì cưới nhau thì em quản lý kinh tế hết thì anh chỉ lấy một số chi phí cà phê là được. Dạ, anh tốt quá. Cũng học của Việt Nam nhanh quá ha. Em hỏi coi anh ở về ở nhà em luôn được không? À, em có muốn anh ở rể gia đình em không? Dạ em thích ở riêng ạ. À, thích ở riêng ở à? Riêng. À, anh cũng thích ở riêng. Thì ráng đi dành tiền mua chung cư lẹ lẹ nha, rồi để ở riêng nha. À, chung cư thì bình thường có hai phòng ngủ. À, à cho hai người ở thoải mái. Người ở phòng hả? Hai vợ chồng ở phòng thôi chứ. Hai phòng riêng. Thì hoạt động thì một phòng. Là sao? Hai chồng ngủ một phòng thôi chứ. À dạ, một phòng là nhà kho. Ờ, à, một phòng là nhà kho. Yeah. Còn một phòng là hai người ngủ chung. Rồi cái mình mốt đẻ con thì là con ngủ phòng bên kia, hai vợ chồng ngủ phòng bên này. Nãy giờ em nói chuyện cô gái ấy á, cái nhịp tim mình có thay đổi gì không? Trái tim là rung rung. Rung rung. Mà bây giờ vẫn như vậy. Đi lại đây. Nè, nắm tay nhau. Nắm chứ đưa tay ra, chỉ nắm tay. Hai tay luôn. Cảm nhận như thế nào? Nhắm mắt lại, cảm nhận coi nó có rung, có điện gì nó truyền qua không? À, ấm áp, thấy hạnh phúc. Nói với cổ quá. À, em ơi, em có cảm giác trái tim của anh đang rung rung, em thấy không? Em thấy tay anh rung chứ phải tim. Tay anh đang rung mà hai người có mặt ở đây là chắc có duyên. Nếu mà em bấm nút thì anh sẽ cố gắng hết sức hai người tìm hiểu nhau. Anh muốn em cho anh cơ hội một lần. Rồi, trở về vị trí đi em trai. Rồi, ok. Đặt tay vào nút bấm đi em. Đây. Em có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ có nhiều. Có nhiều luôn hả? Dạ. Em thích chương trình này không? Dạ thích. Rồi bây giờ là em chuẩn bị tâm lý nha. Dạ. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng Tuấn nha. Đấy. Hai bên nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Trời ơi. Nè, hôn miếng đi. Trời ơi. Nếu mà anh yêu em là nói tiếng Hàn nói sao? À, Saranghaeyo. Đúng không ạ? Đúng. Hôm nay 너무 가슴이 두근거리고 사랑해. 사랑해. Là gì? À, hôm nay trái tim rất là rung rung và yêu em. Yêu nhau từ kiếp nào? Đây là những chiếc vé xem phim cùng gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ở đó chiếu những cái phim rất là tình cảm ha. Đến đó xem phim để có không gian lãng mạn, để yêu thương, để hiểu nhau nhiều hơn nha. Mời bạn nam. Ngồi với ai? Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái. À, dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phùng Thị Phương Thảo, em 26 tuổi, công việc của em là điều dưỡng. À, hiện tại em đang công tác tại Bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh. À, quê em ở đâu? Dạ, em ở Củ Chi, chị. Củ Chi. Thảo, 26 tuổi, làm điều dưỡng ở Bình Thạnh. Mời bạn trai. Em tên là Đoàn Tiến Vương, năm nay em 32 tuổi, em là dược sĩ, hiện là trình dược viên ở quận Gò Vấp. À, quê em ở Khánh Hòa. Hay quá, cũng cùng ngành nghề ha. À, em có những cái ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là không nhậu nhẹt, không thuốc lá, không cờ bạc. Chắc rồi à. Em thì biết nấu ăn và tất cả những việc của phụ nữ em biết làm. Có tật xấu gì không? Thì em chỉ dễ ngủ với lại ngáy. Hả? Ngáy lớn không? Nhà nói thì chắc là em là ngáy lớn á chị. Anh ngáy lớn lắm hả anh? Điều dưỡng lo.
Về phải điều dưỡng ngáy là mệt. Có cách nào trị bớt ngáy không em? Có chị. Tại có một cái mẹo. Nằm ngửa ra thì mình sẽ ngáy, mà nằm mình nghiêng thì nó sẽ không ngáy. Mà em ngủ em hay nằm nghiêng về bên trái. À vậy hả? Nằm nghiêng. Có điều dưỡng đây sợ gì? Rồi em gái, khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của em, tại vì em là một người sống tình cảm, cho nên là em rất là dễ bị xúc động, dễ khóc, hít thở thật sâu. Trải qua mấy mối tình rồi? Trước giờ em trải qua 2 mối tình, hồi còn sinh viên thôi ạ. Cuối cùng cách đây cũng là 6 năm rồi ạ. 6 năm vừa qua tại sao không có bạn trai? Do công việc của em thì chỗ làm ở bệnh viện thì đa số các chị điều dưỡng là nữ thôi, có bác sĩ nhưng mà người ta cũng có gia đình hết rồi. Nhà em ở Củ Chi, sáng em đi rồi chiều về là tới chiều rồi, không có cơ hội tiếp xúc. Em thì hy vọng ngày hôm nay tìm được một nửa của mình ha. Dạ em cũng hy vọng là vậy. Bạn mới mới tình rồi em? Dạ em thì tính ra em ở Sài Gòn này là 14 năm thì cũng hết là 8 năm yêu đương thì cũng hết 3 mối tình. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Cuộc tình gần đây nhất là bao lâu? Dạ cách đây cũng 1 năm chị, cũng quen nhau trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà trên trang á chị. Quen thì cũng trên trang bạn muốn hẹn hò đấy ha. Dạ. Sao chia tay? Em thì rất là chiều chuộng bạn gái, nhưng mà nhiều khi chiều quá thì bạn ấy sẽ nói là mình nhu nhược, không có chính kiến. Tại vì mình thương thì mình mới chịu được như vậy, chứ không phải là lý do là gì hết. Đó là lý do bạn gái chia tay. Chưa hợp, chưa đủ duyên, thôi bỏ qua chuyện cũ. Dạ. Ha. Bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Dạ, mong muốn của em là tìm người bạn trai là chiều cao khoảng 1m65, tính tình thì không gia trưởng. Nói nhiều một chút xíu, có tính hài hước. Em không thích là bạn trai để móng tay dài, nói chung là nhìn bê bối. Em không thích cái đó. Có để móng tay dài không? Hồi tôi qua kiểm tra nha. Có móng. Dạ. Chân dài được không? Rồi em cao mét mấy? Dạ em chắc 1m60 gì rồi. Rồi 60 là thiếu 5 phân rồi, được không em? Tóc anh có vuốt keo lên không anh? Tóc mình không có vuốt. Có đâu vuốt. Nói chung vuốt nó cũng lên. Cũng không nhiều lắm. Sao cảm em? Trời. Dạ, ơi. Dạ. Tụi yêu người ta tốt với mình, ta thương yêu mình được rồi. Dạ, em nghe chiều chuộng là em thích rồi. Rồi, bạn trai muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Chỉ cần một người thương yêu mình là được chị. Tại vì thương yêu thì có thể làm được tất cả những cái gì khác. Đúng rồi. Anh quan ơi, quan trọng không phải là hình dáng mà là dạ, trái tim. Dạ. Chào chị. Nói cao nhiêu? Em 1m6. Mét sáu hả? Dạ. Vú keo cũng không được ha. Thôi không sao. Dạ. Mình phải gọi là đẹp trai không bằng trai mặt. Mình phải chăm sóc. Dạ, bạn gái mình trai mặt rồi. Kỹ vô. Dạ. Nha. Nhưng mà nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Cũng tình cờ như hôm bữa là em đi uống nước thì có một ông thầy, nói chung là ông nói em là đã 3 cuộc tình, thì nhà em có bao nhiêu người thì ông nói hết. Rồi ông nói thì chắc khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm là sẽ có vợ. Dạ. Ủa, cuối năm nay hoặc đầu năm sau đám cưới được không? Vậy thôi chị, là em cũng đi coi thầy rồi. Một dạ, một là năm nay hoặc là 2 năm sau ạ. À, anh ơi, một là năm nay, hai là 2 năm sau nha. Phải là một trong năm nay. Dạ. Còn không là 2 năm sau. Chứ còn mà đầu năm sau là không phải cô này cô dâu rồi nha. Dạ. Hai người đi coi thầy hết hả? Không, em thì tình cờ chứ em không có đi coi. À. Ủa, em có trang điểm hả? Dạ, thì cái này là có. Tại vì nói là cái chân mày em thì nó rậm nhưng mà nó ngắn. À, là coi thầy luôn đó hả? Không, mẹ em nói là kêu ấy đi cho để coi thử đường làm ăn được có được tốt hơn không. À, làm bao lâu rồi? Dạ, em làm cũng gần 1 năm. Là thấy tốt hơn không? Dạ, thì thấy nó cũng có tốt hơn nhưng mà nó tốt quá không thì em chưa biết, không phải thời gian. Rồi, bây giờ lấy nhau về là mình làm dâu không em? Dạ, nhà em thì không có làm dâu, công việc của em thì làm ở đây thì nó sẽ tốt. Rồi. Còn ba mẹ thì có kêu vô cũng không chịu vô. Rồi, thôi anh được ơi rồi. Không làm dâu nhưng mà vậy làm rể được không anh? Đó, làm rể được không? Được em, tại vì nhà anh ba người con trai lận. Là... ba má chưa mà đòi bắt. Dạ không, có mẹ em, chút mẹ em. Trời ơi, bắt rể nuôi mệt lắm em ơi. Bây giờ mình hỏi thử coi bên đây có cho bắt rể không nha? Đàn gái đại diện ơi. Thì hôm nay em đi với mẹ em, với mợ, với chị đồng nghiệp. Rồi. Bạn thân từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi, mời đại diện đàn gái. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Phương Thảo. Thì nó nghe Phương Thảo thì đi làm suốt à, về tới nhà thì phải 8-9 giờ đêm, tại vì bé Thảo còn phải học thêm nữa. Chỉ dụng cái nước là chỉ không biết nấu ăn, cái gì cũng mẹ lo hết luôn á. Nên là nó là con gái út ở trong nhà nữa, nên là cha mẹ hơi cưng tí xíu. Nhưng mà vụ bắt rễ này con à, bắt rễ nếu mà tùy nó thôi, hẹn giờ nó muốn ở đâu cũng được hết. Rễ này bắt về được không? Đó là tùy nó thôi chứ giờ cũng không biết nữa. Về nhà có chỗ ở không cô?
Có chứ. Củ Chi mà. Ở Củ Chi. Dạ cũng ra đất đai rộng rãi. Đúng rồi, đúng rồi. Có làm vườn gì không? Nhà chỉ chăn nuôi thôi, không có làm vườn. Nuôi gì cô? Nuôi bò với nuôi heo. Rồi về thích nuôi bò nuôi heo. Dạ thì cái đó thì con làm cái gì cũng được hết. Được rồi. Cảm ơn cô. Em đi với ai? Dạ em đi với lại hai em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên Cường, là em ruột của anh Vương, cũng là đồng nghiệp trong công ty. Chị gái bên đây thì em thấy cũng dễ thương. Chị không biết nấu ăn thì có về ảnh nấu cho chị ăn. Trời ơi, hay quá. Nó chọn thì ảnh nấu đồ ăn cho tụi em. À. Ảnh thì rất là chịu khó. Thấy không, em trai đẹp cũng trai không em? Gì. Đẹp trai không? Chơi đẹp. Ảnh đẹp như vậy luôn á. Được không? Mà cặp đôi này em thấy hợp không? Thì em thấy hợp, cũng mong hai anh chị cho nhau cơ hội hẹn hò. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ tôi qua tôi coi coi đàn gái có phong thủy hợp với đây không? Ha? Ôi em gái. Em chào. Dễ thương quá. Em hình dung anh này sao? Dạ 1m60 cũng hơi tròn người. Không có tròn. Không có tròn. Ừ. Một người sạch sẽ nè. Tại nãy em nghe vụ chân mày, chân mày chắc là rất là quan tâm đến ngoại hình đúng không cái anh? Cái tóc đó. Thôi. Chuyện tóc bỏ qua đi. Anh đôi khi mình cũng muốn cũng không như ý muốn đâu. Đúng em. Đúng xài á anh? Đúng xài. Dạ vậy được. Nói chung là tóc anh đẹp hơn tóc anh. Vậy đó. Dạ. Vậy đi. Anh thấy rằng là anh bên đây cũng thật tình ha. Em gái bên đây là phải nói kiên nhẫn, chăm sóc bệnh nhân. Dạ. Nữa ha. Điều dưỡng là tốt lắm. Thôi, anh thấy hai bên hợp đó nha. Hợp cho gặp nhau đây Linh ơi. Mình mở rào đi. Dạ em chào anh. Cảm ơn quà gửi. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có một món quà tặng anh. Dạ trước khi biết gặp anh là em đã mua món quà này sẵn rồi. Dạ. Khi nào gặp anh là nó là của anh. Rồi cảm ơn em. Quà gì vậy em? Mở ra coi nó cái gì. Dạ một cái ví vậy. À ủa chị thấy bạn trai đứng cao mà sao em đứng rồi em đo với bạn trai coi. Dạ thì em chỉ nói là em 1m6 nhưng mà em là 65. Dạ đúng rồi anh là hơn 1m6 đúng không? Vậy sao tự nhiên mắt mới khai lùn xuống chi vậy ông? Sợ có lỡ lùn hơn cái thì cũng đỡ chị. Thử lòng bạn gái mà. Sao ông đã khai đại nhiều tóc đi. Là em ở Bình Thạnh luôn. Em ở Củ Chi anh. Không ý là em ở là từ Củ Chi sáng chạy xuống. Dạ từ Củ Chi sáng em chạy xuống chiều em về. Sao thế? Dạ nếu có bạn trai thì khác. À. Dạ. Có bạn trai thì đón em. Mình, dạ đúng anh rồi. Thì anh ở ngay Lê Quang Định đó. À Lê Quang Định hả anh? À, dạ kế bên luôn. Dạ kế bên luôn. Anh nhớ em tên gì không? Em tên Thảo. Dạ. 26 tuổi. Dạ. Em nhớ tên gì không? Dạ tên Phương. Dạ nhớ. Mỗi buổi sáng là em thường đi ở trên đó em đi mấy giờ mới xuống tới đây được? Dạ khoảng 5 giờ rưỡi ở nhà em xuống anh. Dạ. Thế ví dụ như nếu mà mình hẹn họ thì sao em nhỉ? Nói chung là thời gian em có thể chủ động sắp xếp được. Hẹn Củ Chi hay hẹn thành phố để biết đường anh còn chạy. Hẹn bệnh viện nó cho nó gần. Anh. Ý là ví dụ như hẹn Củ Chi thì anh sắp xếp là chạy lên Củ Chi chứ không phải là chạy luôn. Em thì làm việc giờ hành chánh, có trực đêm nữa nhưng mà mỗi tuần một lần thôi. Dạ. Còn những ngoài giờ hành chánh thì 4:30 em được tan ca rồi thì lúc đó anh muốn hẹn hò thì coi như 4:30 tan ca thì bạn này tan ca qua chở đi ăn đi uống đi chơi coi phim gì xong luôn rồi mới đưa về Củ Chi. Khuya dạ. Mình đưa về rồi mình chạy về ăn mình. Dạ. Dạ giống như anh tưởng tượng thì em được bao nhiêu phần trăm trong dự định của anh ạ? 80. Còn chủ yếu là ví dụ như hai người mà nói chuyện hay là cái gì đó có hợp hay không. Thực ra thì ba mẹ hay dưới nội thì cũng muốn là có cháu dâu. Thầy bói người ta đã coi cuối năm là phải cuối năm, còn không là phải 2 năm nữa đó. Thầy có coi nói vậy nhưng mà chừng khoảng 1 tuần sau hả? Thì được chương trình gọi lên cấp tin. Thì thành ra mình cũng nghĩ đó là duyên. Nên mình cũng muốn cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu. Nếu mà duyên đó có thì mình tiến đến. Dạ, em cũng hy vọng là mình đến đây thêm một cái duyên rồi. Còn có nợ hay không là do mình thôi. Cuộc trò chuyện kết thúc. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Cô gái cũng rất là thông minh, chín chắn đấy. Tất cả chúng ta có quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3 hết thời gian rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn.
tay hợp lý nha. Hả, cảm giác sao em gái? Tay lạnh hả? Em trai cảm giác sao? Ấm hả? Người ấm người lạnh. Dạ. Hả? Bây giờ thì hỏi xin phép mẹ lại coi. Xin phép mẹ một lần dạ, nữa coi là xin phép cô thì cho con được hẹn hò để tìm hiểu nhau với Thảo. Rồi xin phép thêm miếng nữa đi. Cô xin phép cô đi kìa, hôn nhau kìa. À, xin phép cô. Làm như hôn con nữa. Hôn đâu bên đây vậy? Má đi. Nào. Mời bạn nữ. Thôi mời em. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở Nghệ An ạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mời bạn trai. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tên em là Nguyễn Cao Cương. Em năm nay 32 tuổi. Em hiện tại đang sống ở Thủ Đức mà làm việc tại Bình Dương. Giọng Nghệ An luôn hả? Giọng Nghệ An anh ơi. Dễ thương quá hả? Giọng này nghe lạ lạ nha. Giọng nó hơi hơi khó nghe chút xíu không, anh. Không có, nó nghe được nhưng mà nó hơi mềm. Dạ dạ. Thôi điểm mạnh điểm yếu nhau luôn đi. Anh có điểm mạnh gì anh? Anh điểm mạnh của anh thì là mọi người đánh giá anh là người hiền lành, thật thà, siêng năng, chăm chỉ và không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc. Rồi còn không gì nữa không? Hả? Nhiều không lắm anh ơi. Nhiều không lắm hả? Dạ. Có không mê gái không? Chắc là gái thì cũng phải có chút chút chứ không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Có điểm yếu nào không? Điểm yếu của em thì nói hơi nhanh chút xíu hả? Cũng không nhanh đâu. Em thấy vừa nghe rồi đó anh. Em trai có điểm mạnh gì không? Thì điểm... Mạnh mẽ có không? Nói về điểm mạnh thì em cũng không có lắm đâu. Dạ con không có điểm mạnh nhiều hả? Dạ con em có một cái điểm mạnh khác thì có tài lẻ gì không á? Ý là có một cái tài lẻ nào không? Cái giọng em nói chuyện nghe rất ngọt rất hay, chắc hát hay lắm á. Đến đây thì em cũng chuẩn bị một bài hát nhưng tí nữa em sẽ hát cho bạn rồi, nữ. Đúng rồi. Dạ bạn nữ, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu cho bên bển nghe luôn. Dạ em được mọi người nhận xét là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Em biết nấu ăn, biết làm bánh. Thì em thích trang trí nhà cửa với lại thích biết làm đẹp. Đẹp là quá tốt rồi. Thế còn điểm yếu? Em có một sự hay quên nhẹ. Ví dụ như là em ở cùng bàn cùng phòng nhưng mà lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà. Dạ. Rồi có nào quên luôn tên người yêu không? Tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Dạ, 2-3 mùa đã dùng em vẫn chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Chưa có mối tình nào chính thức? Dạ. Có yêu đơn phương ai không? Dạ yêu đơn phương cũng có, những mối tình vu vơ này nọ cũng có nhiều chị. Rồi ai đeo đuổi mình không? Dạ có chị. Mà sao không chọn được ai hả? Cứ đi uống nước, đi chơi vài hôm một thời gian rồi là tự nhiên thấy cảm xúc chưa có nhiều á chị. Thế nên là không có thể tiến tới được á chị. Rồi vậy còn bạn trai, tình trường mình sao em? Bên kia chưa có mối tình nào bên đây, sao đây? Em thì nói mối tình mà sâu đậm chính thức thì em chưa có. Còn mối tình mà hẹn hò để đi chơi vậy thì cũng một hai mối tình mà chẳng đi đến đâu vào đâu cả. Có hẹn hò rồi hả? Dạ, đi chơi hẹn hò thì đi uống nước, rồi đi ăn có vậy. Có nắm tay chưa? Nắm tay thì có rồi chứ mà. Rồi có hôn chưa? Hôn thì chưa anh. Sao không hôn luôn đi? Dạ em thấy thời điểm chưa chín mùi nên em không dám ạ. Khoảng bao lâu thì mới chín mùi? Em phải nhìn vào bạn nữ biểu hiện như thế nào em mới dám đúng không? Mới dám mới biết được anh ơi. Dễ thương quá. Dạ em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình của người vợ người hả? Vợ của em đó. Em mẫu hình thì em muốn là giống như chị gái em á. Chị gái em? Dạ đâu chị gái? Hai chị gái, hai giống chị gái. Như hai chị gái luôn hả? Dạ, giống như vậy ạ. Chị gái giống y chang vậy luôn. Không, ý là nói về là ngoại hình vì là cao như thế. Dạ, về tính cách nhiều. Tính cách sao? Dạ. Tức là chung thủy về là luôn chăm lo cho gia đình. À. Dạ. Em thích người như vậy ạ. Thích người như vậy đúng không? Dạ. Rồi, rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha. Để tôi hỏi bên đây, mẫu người lý tưởng em sao?
Em thích người bạn trai vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không hôi. Không hôi, dạ đúng rồi chị. Chút nữa kiểm tra. Bao không có hôi. Anh đứng đây gần không có mùi hôi luôn. Nhiều khi dạ. Hôi tiềm ẩn rồi sao anh biết được. Em ơi, anh thì cao nhưng không được to à. Em có chấp nhận không ạ? À? Dạ cũng được anh. Mục tiêu ban đầu của em là cao 1m8, body thì 6 múi. Nhưng mà bây giờ mà lỡ không được 1m8 á thì thôi 1m65 trở lên được rồi, không có tách ra 6 múi. Không có 6 múi mà tới mười mấy múi chỗ múi vậy đó. Được không? Có cái gì không thích, không thích ở người bạn trai không, nói luôn đi. Khô khan quá, tại vì em cũng văn phòng cũng rất là khô khan rồi. Không thích bạn trai làm văn phòng. Dạ, tại vì hơi khô khan đó chị. Ai nói văn phòng là khô khan trời. Em có làm văn phòng không? Em không anh ạ. Em hiện tại em làm bên giám định container. Em cảm giác em có khô khan không? Container chắc ướt. Khô khan thì em không đâu. Em vẫn có thể lãng mạn được. Lãng mạn đó thấy dạ. Chưa? Được chưa? Dạ được ạ. Được rồi ha. Em ghét nhất cái tính gì của người đàn ông? Dạ em ghét nhất là vô tâm với gia trưởng đó chị. Vô tâm? Dạ. Anh nghĩ bạn này không có hai cái điều đó đâu. Vô tâm dạ. Thì anh bao với em là anh không có đâu. Bao gia trưởng thì chắc anh cũng không có luôn. Không có luôn đúng không? Dạ vâng. Em bao luôn mà mình đây dễ thương lắm. Đó. Đàn gái cũng dễ thương luôn. Vậy là em kiểm tra anh. Để tôi kiểm tra cái vụ hôi là anh Linh kiểm tra rồi. Dạ, cái gì cũng bao nhưng mà em chào chị ạ. Có bao manly không? Dạ manly theo như em hiểu thì là phải biết uống rượu rồi là thế cờ bạc rượu chè vậy. Bảy bảy bảy. Thì cái đó em không có. Còn nếu về men thì chắc em có. Rồi men không? Men không? Men thì chắc có là men bao nhiêu phần trăm? Có là 100%. 100%. Dạ, nhưng mà nói manly thì em không có. Mà dạ. Chưa hung lần nào là biết hung không? Chắc là cũng biết. Vì cái đó là gọi là bẩm sinh mà. Bẩm sinh. Dạ. Nên mà có khi nào nhìn thấy một bạn trai đẹp mà gì thích mà thích chưa? Không ạ, em chỉ thích bạn nữ đẹp thôi. Là có thích bạn nữ đẹp. Dạ. Mỗi lần ví dụ như coi phim tình cảm thì thấy người ta hôn nhau trong người mình cảm thấy như thế nào? Em ước gì mình cũng như vậy. Dạ. Có rần rần trong người không? Dạ có. Có ha. Dạ. Cũng được, tạm tin thôi nha. Rồi tự hai bạn tìm hiểu nha. Nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Dạ. Em định lập nghiệp trong này luôn hay về quê? Em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ. Rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để hiện tại thì không? Em đang có dự tính là thi cùng lập nghiệp đã ở đây và em thì nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là đang phải hai người đang phải ở trọ, còn sau này thì tại em cũng có mua được đất rồi mà chưa có tiền làm nhà thôi. Tốt. Còn, mua đất ở đâu em? Dạ em mua ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức vậy dạ. Là quá tốt rồi. Mà sao mặt láng quá vậy? Dạ ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy, em luôn chăm sóc ạ. Da dẻ em hay chăm sóc. Dưỡng này. Kem gì không? Kem thì em không ạ. Còn không, em muốn mua kem dưỡng đi, mua của chị Cát Tường nha. Da mịn quá trời mịn luôn à. Dạ vậy hả chị. Gái đẹp là bình thường mà, anh đàn trai da đẹp lắm. Ổn rồi ha. Bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha. Còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha. Chứ tôi thấy anh nói 100%, tôi thấy cỡ khoảng 60 thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với những người bạn thân nhất của em ạ. Và em họ em thân. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Hương, bạn của Thảo. Em thấy anh bên này thì cũng hiền, nói chung là cũng hợp với Thảo. Nếu được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Men không? Chưa. Hả? Chết rồi. Em làm sao em nói chuyện với mấy cổ coi, chứ cổ nói em chưa men kìa. Chưa men hả? Để anh hít đặt cho em biết là anh có men không à. Rồi làm luôn đi. Được làm đi. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi được rồi, coi chuyện ập mặt dưới à. Mặt không biến sắc, da mặt vẫn hồng hào. Được, đó là mới được sức khỏe thôi nha, chứ chưa khắc khỏe là men nha. Dạ. Bạn trai đi với ai? Em đi với hai chị gái và anh chị và cháu ạ. Hai chị gái mà nè. Dạ, chào gia đình ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả trong gương quay. Em là chị gái của em Cường ạ.
Theo em đánh giá thì bạn nữ ở bên này á, thì ngoại hình cũng chuẩn, mặt dễ thương, tính tình thì cởi mở. Còn em trai em á, hiền lành, thật thà, chăm chỉ, việc nhà thì rất là đảm đang. Có một số tài lẻ, ví dụ như em có thể đóng được bàn ghế hoặc là tủ kệ nấu ăn gì đó ở phục vụ cho gia đình mình, là em có thể làm được, mà làm đẹp, làm kỹ. Đến với chương trình thì em thấy là cặp đôi này cũng hợp, nên là em muốn gửi cho cặp đôi này một thông điệp là chương trình bạn muốn hẹn hò đã đưa ta tới bến đò tình duyên, đôi ta cùng hồi cùng thuyền, hãy cho cơ hội được quen tròn nhau. Hay quá. Rồi, cảm ơn chị. Vậy là hai bên người thân ủng hộ hết rồi ha. Bây giờ các bạn sẽ nhìn nhau, cảm nhận và nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo rèm. Rồi. Dạ. Em chào anh ạ. Tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em tặng anh cuốn sách ạ. À, cảm ơn em. Chào ha. Gặp anh lần đầu tiên thì em thấy anh như thế nào, có giống cái sự tưởng tượng của em ở ngoài không? Dạ em thấy anh khá đẹp trai. À vậy ạ. Cũng có cảm tình. À, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? À, anh thấy em cũng xinh gái và cũng hiền lành, nhưng thùy mị có duyên. Dạ em cảm ơn anh ạ. Anh quan điểm như thế nào về tình yêu ạ? À, quan điểm của tình yêu anh là phải chân thành, chung thủy, không được lăng nhăng. Và tình yêu phải trước sau như một. À, em thì theo nguyên tắc 3T: thương yêu, tôn trọng và tin tưởng. Vậy dạ. À, những lúc mà rảnh thì anh thường làm gì ạ? Nói thật là anh có cái điểm xấu là anh hay ngủ. Dạ. Nên rảnh thì anh hay ngủ. Em thì rảnh thì em thích đi chơi. Mà em thích đi dạo lắm, dạo quanh thành phố vậy á. À, dạ. Mà em là không thích tự lái xe. À vậy thì hôm sau cho anh là người tài xế đưa rước em có được không? Dạ được ạ. Không nhớ gia đình. Kế hoạch lập gia đình như thế nào? Anh thì anh nói là 6 tháng tới 1 năm là tiến tới hôn nhân hả anh? À, theo anh thì vậy, còn đang tùy thuộc vào tình yêu như thế nào. Dạ. Tình yêu mà đủ lớn thì có thể nhanh hơn cũng nên, đâu biết được. Dạ. Nãy nói lát hát tặng bạn nữ đó. Mặc dù thì anh hát thì cũng được hay đâu. Thường thường ở nhà chị gái thì bảo là mày hát thì như bò đóng. Nhưng để thể hiện tình cảm của anh thì anh sẽ cùng cố gắng hết mình để hát một bài hát gửi tặng em. Dạ. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy không để em một ngày xa anh. Rồi. Nếu là anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. Khi buồn đau và khi hạnh phúc, luôn có em bên cạnh anh thôi. Nếu là anh thì anh sẽ hứa, dù mai sau hay ngày bây giờ, em sẽ luôn là tất cả, em vẫn luôn chiếm trọn tim anh. Ôi, tuyệt vời. Ủa em hát bài gì vậy? Về em hát không? Bài Nếu Là Anh ạ. Nếu là anh thì anh sẽ ru em ngủ đúng rất không? Rất tự tin, rất hay. Em hát cũng hay nhưng mà vì bạn gái nên em thể hiện hết mình. Đúng. Không đúng rồi, nhiệt tình. Bạn gái đã rất là siêu lòng với bài hát của em. Ai buồn ngủ em hát bài này tỉnh ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Chúc mừng luôn. Dạ. Rồi em, cảm giác của em như thế nào? Dạ,
Em thì anh hát tuy không hay lắm nhưng mà em cũng rất thích ạ. Em muốn đáp lại ảnh gì không? Dạ em cũng hát giờ như vậy thôi. Em hát giờ em hát tặng anh bài. Rồi. Đừng có níu lại em nha. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn rời rời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều, và mái tranh thơ còn nằm nôi. Đây là một cặp song ca sóng thần. Hai bạn hợp nhau, nói chung là hát thì vui ha. Nói chung là rất là dễ thương, có duyên lắm á. Cho nắm tay cái đi, chưa có yêu nhau lần nào, chưa có tình đầu, tình cuối gì. Nắm tay thiệt chặt, nhìn kỹ vào mắt nhau xem có rung động gì hay chưa. Anh thấy con tim anh cũng rung lắm rồi, cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực của anh rồi đấy. Em cũng thấy hơi rung rung. Em nghĩ là hôm nay mình tên đây là một cái duyên, chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Ngồi xuống đi em. Dạ. Nói chung theo nãy giờ quan sát thì hai bạn rất là hợp nhau ha. Đây, về cả tính tình mỗi người có thể bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Đây là một cặp đôi rất là xứng đó ha. Bây giờ mình sẽ có 30 giây để nhắm mắt lại suy nghĩ và quyết định. Rất dễ thương, suy nghĩ thật kỹ nha. Bởi vì khi bấm nút là chúng ta hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Thật sự rung động thì mới bấm, còn nếu không chúng ta đừng bấm. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rồi, bây giờ mới nắm tay thật sự nè. Xin phép nhà gái hôn đi. Anh xin phép bên nhà gái cho anh được hôn em. Hôn cho. Hôn em nào? Hôn em Thảo ạ. À, chứ đây hôn em với em với đó chết luôn à. Rung quá hả? Dạ. Nụ hôn đầu tiên phải hôn kỹ lại chút xíu nữa. Hôn lâu chút nha. Hôn lâu chút xíu. Nụ hôn đầu tiên đó, bắt đầu. Từ từ. Khoan, để nguyên, để nguyên. Dạ được rồi.